Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trước cửa nhà tại khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình vào chiều ngày 9 tháng 7. Trước đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một người hàng xóm của ông Bùi Quang Vinh nhìn qua nhà ông Vinh thì phát hiện ông này nằm bất động trước cửa nhà. Nghi ngờ có chuyện bất thường, người này qua kiểm tra thì phát hiện ông này đã tử vong từ khi nào không biết nên đã trình báo cơ quan công an. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm ngửa, ngay cửa nhà, trên miệng có dính máu, bên cạnh thi thể cũng vương vãi một số giọt máu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.